ký được mang tên Cuộc tập kích Đại đội 20, trung đoàn 95 đang phối hợp với bộ binh K4, K5 và K6 của trung đoàn 95 đang chốt giữ phòng tuyến từ thôn đá đứng đến thôn nhan biểu gọi là phòng tuyến thế thôi nhưng thực sự nếu lấy sông Thạch Hãn làm ranh giới thì có chỗ địch đã đẩy bên ta sát bờ sông nhưng lại có chỗ bên ta cắm sâu tới hàng nghìn mét. Thế trận chiếm lĩnh chủ quyền đang ở thế ra con báo và phần nào đang bất lợi cho bên ta vì sau lưng ta là sông Thạch Hãn. Thời gian này, cả hai bên đang án binh bất động. Mọi hoạt động về quân sự đều đi vào bí mật. Tại các điểm sinh hoạt của ban hòa hợp dân tộc diễn ra rôm rả. Các câu chuyện diễn biến đều xoay quanh chủ đề gia đình, vợ con, quê quán, thời gian quần ngũ đồ dùng quân sự nhu yếu phẩm đôi chỗ cũng có những cuộc tranh luận mang chủ đề chính trị phe theo liên xô phải theo mỹ tất cả những câu chuyện ấy đều được tranh luận nhưng không có hồi kết sau đó lại được chuyển sang những chủ đề khác không khí của cuộc đình chiến và tư tưởng tận hưởng hòa bình đã bắt đầu xuất hiện trong binh sĩ hai bên cũng đã nghe những câu chuyện phản đối hành quân của binh sĩ quân đội việt nam cộng hòa đây đó cũng bắt đầu có sự tuyên truyền vị trí của các đơn vị này vì lo sợ đã bị quân giải phóng miền nam tuyên truyền thuyết phục cũng trong thời gian này ý thức cảnh giác và giữ gìn bí mật quân sự của bộ đội ta kém mặt khác cũng do chủ quan xem thường quân địch và thật sự chưa hiểu đầy đủ về âm mưu diễn biến hòa bình của quân địch vì vậy địch đã lợi dụng vấn đề này cộng với tư tưởng tận hưởng hòa bình của bộ đội ta để đi sâu vào trận địa chốt của ta để nghiên cứu và tìm hiểu. Việc này dẫn đến sau này chúng ta phải trả giá bằng máu. Với âm mưu diễn biến hòa bình của địch rất tâm độc, chủ trương của Ban Tham Mưu Trung đoàn 95 là phải giữ bí mật để bắt sống được tối thiểu một tên thám báo của địch để khai thác thông tin. Nhiệm vụ này được giao cho đại đội 20, trung đoàn 95 thực hiện. Ban chỉ huy đại đội 20 cùng với lãnh đạo các đơn vị thuộc đại đội họp bàn xây dựng phương án thực hiện. Phương án thực hiện được xây dựng trên nguyên tắc là lợi dụng lúc hai bên đang tham gia bàn hòa hợp dân tộc để phục kích bắt sống. Nhiệm vụ này, ban chỉ huy đại đội 20 thống nhất giao cho tổ ba người là ba sinh viên trường Đại học xây dựng Nghiên cứu tình hình địch Lên phương án chiến đấu Xây dựng quyết tâm thư Trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt Triển khai Tổ gồm ba người Đồng chí Hoàng Văn Xuân Sinh viên K13 cầu đường Quê Đức Thọ Hà Tĩnh Làm tổ trưởng Đồng chí Phạm Tề Tọa Sinh viên K15 máy xây dựng Quê ở thành Tô Hải Phòng Làm tổ viên Đồng chí Phạm Tề Tọa đã hy sinh sau trận tập kích này ít hôm, và tôi, sinh viên K13 cầu đường, quê ở Yên Mô, Ninh Bình làm tổ viên. Sau khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã tổ chức mật phục, bí mật theo dõi, quan sát mọi hoạt động của quân địch ở khu vực như lệ. Cũng nhờ có sự kiện đàm phán hòa bình và hòa hợp dân tộc nên cũng đã có lần, chúng tôi theo chân quân địch lấn sâu vào vùng đất do địch chiếm giữ tranh thủ quan sát nơi chúng tôi tổ chức mật phục là một bờ ruộng sau dạng tre gai chắn ngang dài khoảng 50 mét phía trước là một thửa ruộng bỏ hoang chạy dọc theo dạng tre bờ ruộng phía đối diện cũng có một số bụi tre mọc um tùm nhưng không nối liền vào nhau khoảng cách giữa hai bờ ruộng ước chừng 30 đến 40 mét phía sau những lùm tre mọc um tùm khoảng 35 đến 40 mét là một thân cây gỗ tương đối lớn có nhiều cây mọc xung quanh tạo ra vật che khuất rất tốt sau nữa là trận địa của địch quân địch lợi dụng địa hình địa vật này để tổ chức quan sát mọi hoạt động ở phía ta bằng cách từ trận địa của chúng chúng đi một nhóm đến tập kết ở lùm cây thân gỗ sau hồi lâu chúng cử một đứa lợi dụng những lùm cây làm vật che khuất tiền nhập lên lùm tre mọc um tùm ở trước mặt để tổ chức quan sát và thu thập thông tin. Nhóm này khi thì hai đứa, khi thì ba đứa, chưa khi nào chúng đi nhiều hơn. Những ngày mật phục để quan sát nắm địch tình, cũng như làm quen với địa hình địa phật, chúng tôi ba người chia làm ba hướng. Ngay từ lúc ba rưỡi đến bốn giờ sáng đã tiền nhập vào bờ ruộng, có dạng che gai để chọn vị trí quan sát và sẵn sàng nổ súng khi cần thiết. Chúng tôi bắt đầu mật phục từ bốn giờ sáng và rút về sau chốt bộ binh của ta vào khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ tối. Buổi trưa, chúng tôi ăn bằng lương khô và bình tông nước đã mang theo. Tín hiệu và hiệu lệnh chỉ huy của chúng tôi được quy định bằng cách bật thước ngắm của súng. Bật hai lần khi nhìn thấy địch, bật bốn lần khi rút về sau chốt bộ binh. Chúng tôi cũng đã hiệp đồng với bộ binh K4 của Trung đoàn 95 đã sẵn sàng yểm trợ khi cần thiết. Sau thời gian 5 ngày bí mật theo dõi tình hình hoạt động của địch và nắm tương đối chắc quy luật hoạt động của chúng, nhóm chúng tôi xây dựng phương án tác chiến và trình quyết tâm thư lên ban chỉ huy đại đội. Phương án của chúng tôi được đồng chí Hoàng Văn Xuân tổ trưởng trình bày ngắn gọn. Chúng tôi chia thành 3 mũi, mũi ở giữa bí mật tiền nhập sát khu vực lùm che gai mà hàng ngày bọn địch vẫn nằm ở đây để quan sát và theo dõi mọi hoạt động ở phía ta nhiệm vụ của mũi này là áp sát để bắt sống tên địch ở đây nếu địch có biểu hiện chống cự thì tiêu diệt luôn hai mũi còn lại vòng về phía sau tập trung hỏa lực tiêu diệt địch ở khu vực cây thân gỗ mục đích là không cho nhóm này chi viện cho tên địch đang quan sát ở phía trước nhiệm vụ quan trọng của hai mũi này là nhanh gọn chính xác không cho bọn địch ở phía sau kịp phản ứng sau khi xong nhiệm vụ thì quay lại mũi chính diện để khép gọng kìm bắt sống tên địch. Nếu mũi chính giữa đã nổ súng tiêu diệt thì các mũi tự rút về sau chốt bộ binh. Kết thúc trận tập kích. Sau khi nghe chúng tôi trình bày phương án tác chiến có rất nhiều ý kiến của các đồng chí lãnh đạo đơn vị tranh luận. Cuối cùng đồng chí đại đội trưởng hỏi lại Tình huống thứ nhất, nếu hai mũi đánh vào gốc cây cao thần gỗ mà địch vẫn còn sống và chống cự thì giải quyết thế nào tình huống thứ hai nếu địch ở phía sau nổ súng chi viện cho nhóm này thì giải quyết ra sao cả hai câu hỏi này chúng tôi cũng đã đề cập đến trong lúc xây dựng phương án vì vậy chúng tôi đã giải thích cho đồng chí đại đội trưởng hiểu rõ và đồng chí đồng ý với phương án của chúng tôi đồng chí chỉ căn dặn mọi tình huống đều có thể xảy ra phương án tác chiến và quyết tâm thư chỉ là yếu tố chủ quan cần hết sức thận trọng đề phòng các yếu tố khách quan tác động đến trong quá trình thực hiện. Điều quan trọng nhất là yếu tố bí mật, bất ngờ tiền nhập vào ém quân để chờ địch đến để thực hiện phương án. Trận tập kích này tôi sẽ báo cáo với đồng chí tham mưu trưởng trung đoàn để đồng chí chỉ đạo K4 cùng phối hợp. Từ đầu đến lúc này, đồng chí chính trị viên đại đội chỉ ngồi nghe không đưa ra ý kiến nào. Lúc này đồng chí mới phát biểu. Tôi hoàn toàn đồng ý với phương án tác chiến của các đồng chí và ý kiến phát biểu của đồng chí đại đội trưởng. Tôi xin bổ sung thêm ba ý kiến nhỏ. Thứ nhất, các đồng chí phải trang bị hỏa lực mạnh nhưng gọn như B40 hay B41, lựu đạn mỏ vịt, điểm hỏa khi rơi xuống để tránh lộ điểm ném. Thứ hai, tôi đề nghị đồng chí đại đội trưởng tăng cường thêm lực lượng hỗ trợ từ các trung đội, đồng thời làm việc với đồng chí trung đoàn trưởng để K4 cử lực lượng yểm trợ khi cần thiết. Điểm cuối cùng, mong các đồng chí hết sức bình tĩnh, bí mật, bất ngờ để tránh thương vong. Chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cuộc họp bảo vệ phương án tác chiến và trình quyết tâm thư đã kết thúc. Chúng tôi vẫn tiếp tục tổ chức mật phục và chờ lệnh của cấp trên ngay buổi chiều hôm ấy chúng tôi ngồi giả soát lại phương án hiệp đồng tác chiến thảo luận lại ý kiến của đồng chí đại đội trưởng và đồng chí chính trị viên đại đội chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của đồng chí chính trị viên riêng ý kiến của đồng chí đại đội trưởng chúng tôi đồng ý bổ sung vào phương án nếu bọn địch ở gốc cây cao thần gỗ chưa bị tiêu diệt và tổ chức chống cự thì hai mũi kép chặt gọng kìm kiên quyết tiêu diệt nhóm này. Tình huống địch ở tuyến sau hỗ trợ cho nhóm này. Chúng chỉ có thể nổ súng để thị uy, chứ không dám tấn công, vì chúng hoàn toàn bị bất ngờ. Hơn nữa, ngoài chúng tôi, còn có bộ binh của K4 đang giữ chốt. Nếu thực sự cần thiết, sẽ đề nghị K4 nổ súng chi viện. Thời gian chờ đợi, chúng tôi thấy sao dài quá. Cảm thấy nóng ruột, có phần lo lắng không biết kết quả sẽ ra sao. Liệu có gì bất chắc xảy ra không? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh đầu ba đứa. Chúng tôi cứ tự hỏi và tự trả lời. Thế rồi cái gì đến nó cũng phải đến. Đồng chí tham mưu trưởng trung đoàn đồng ý cho chúng tôi thực hiện theo phương án đã đề xuất. Chọn thời gian thích hợp để thực hiện. Buổi chiều hôm ấy, tổ chức chúng tôi họp để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người và thống nhất ngày giờ thực hiện. Đồng chí Xuân tổ trưởng dùng hỏa lực B41 phụ trách cánh trái, tôi dùng B40 phụ trách ở cánh phải. Đồng chí Tọa sử dụng AK phụ trách chính giữa, có nhiệm vụ áp sát tên địch càng gần càng tốt để bắt hạ vũ khí đầu hàng và bắt sống. Tất cả chúng tôi đều mang theo lựu đạn mỏ vịt của Mỹ, loại lựu đạn ném khi rơi xuống mới điểm hỏa để bí mật điểm tấn công. Chúng tôi thống nhất giờ xuất phát vào lúc 6 giờ 30 Ngay buổi tối hôm ấy, chúng tôi lao vào chuẩn bị súng ống đạn dược, lựu đạn. Cần câu giò mìn, kéo cắt dây mìn để chuẩn bị xuất phát. Buổi chiều khoảng 16 giờ, cả ba đã có mặt ở chốt bộ binh của K4 để hiệp đồng tác chiến với họ. Bởi vì chúng tôi tập kích ở ngoài chốt, và cũng cần được sự bảo vệ của họ do phải mật phục và bí mật luồn sâu vì thế tất cả chúng tôi phải ngụy trang bằng cỏ giống như bụi cỏ di động bên tay trái mỗi người có quấn một băng trắng để khi pháo sáng của địch bắn lên thì sẽ nhận ra nhau ở chốt của bộ minh chúng tôi tiếp tục dùng ống nhòm để quan sát tình hình địch cũng chưa có gì thay đổi so với mấy hôm trước theo phản ánh của nhóm mật phục thì địch có vẻ chủ quan hơn vì chúng đã hút thuốc ngay tại khu vực chúng quan sát. Chúng tôi đánh giá tình hình đang diễn ra có biến lợi cho trận tập kích này. Thời gian 2 tiếng rưỡi sao trôi đi chậm chạp quá. Chúng tôi ngồi bên nhau hết nhìn đồng hồ rồi lại truyền tay nhau chiếc điếu cầy để hút thuốc. Mọi khi hút thuốc là say nhưng hôm nay hút mãi chẳng say. Nõ điếu đã nóng gian, nhưng chúng tôi vẫn giết. Ngồi dưới giao thông hào, chúng tôi nhìn nhau qua khói thuốc lào, không ai nói với ai điều gì. Xong ánh mắt đã nói lên tất cả. Chúng tôi im lặng để bước vào trận đánh. Lúc này đã là 18 giờ 50 Hoàng hôn đã buông xuống, dãy đồi quân lịch đóng ở trước mặt đang chuyển dần sang màu tím. Chúng tôi sốt ruột vì nhóm mật phục chưa trở về để báo cáo tình hình. Đây là thời điểm tốt nhất để chúng tôi tiền nhập. Bởi vì nếu địch nhìn mắt thường thì không thể nhìn thấy vì đang quáng gà. Nếu pháo sáng bắn lên cũng không nhìn được vì trời chưa thật tối. Mấy phút sau, nhóm mật phục trở về. Chúng tôi trao đổi để nắm lại tình hình. Đúng 19 giờ 05 phút, tổ ba người chúng tôi xuất phát. Trời lúc này gần như tối hẳn, hút chúng tôi vào bóng tối sâu thẳm. Phía sau chúng tôi là chốt bộ binh đang căng mắt nhìn vào đêm tối và chờ đợi để sẵn sàng hiệp đồng tác chiến. Theo đúng quy định từ chốt bộ binh khoảng 150 mét, chúng tôi tiến theo hàng một, theo tư thế đi khom. Đồng chí Tọa đi đầu, có nhiệm vụ vừa đi vừa dò mìn. Đồng chí Xuân đi ở giữa, có nhiệm vụ cảnh giới hai bên. Tôi đi sau cùng, có nhiệm vụ xóa dấu vết và cảnh giới ở phía sau. Mỗi người cách nhau từ 5 đến 6 mét. Chúng tôi tiến rất chậm vì vừa đi vừa phải dò mìn và quan sát nghề ngóng. Lúc này trời đã sầm tối. Thời gian này đang là đầu mùa khô. Trời không có trăng nhưng rất nhiều sao. Trời xanh đen lặng gió. Thời tiết xe lạnh. Chúng tôi lầm lũi tiến từng bước một. Vào khoảng thời gian này cho tới sáng, bọn địch thường xuyên bắn pháo sáng. Nếu như mọi chuyện bình thường thì chúng bắn giải đều dọc phòng tuyến nếu chúng nghi ngờ có chuyện gì xảy ra chúng bắn từng chùm đây là loại ánh sáng có công suất lớn cực mạnh chúng có thể soi rõ mọi hoạt động đang diễn ra ở dưới mặt đất những lúc giao thời của từng loại pháo sáng chúng tôi tranh thủ đi khi nghe tiếng nổ bục bục ở trên đầu là chúng tôi dừng lại quan sát và nghe ngóng động tĩnh mọi việc diễn ra thuận lợi theo đúng ý kiến đến điểm quy định đồng chí tọa dừng lại và ra hiệu cho chúng tôi tiến lên lúc này đã tương đối gần địch chúng tôi chuyển sang tư thế bò toài như con thằn lằn khi tiếp cận được đồng chí tọa chúng tôi đã ngửi được mùi khai của các đầu thuốc lá vứt quanh đầu đó chỗ đồng chí tọa lựa chọn là bụi tre của gần bờ ruộng bỏ hoang điểm này quan sát rất rõ vị trí tên địch ngồi quan sát đồng thời có bụi tre vừa là vật che khuất lại là vật che đỡ rất thuận lợi cho mục đích phục kích để tấn công chúng tôi hội ý chớp nhoáng thống nhất hai vấn đề một là nếu gặp địch đi lùng sục thì không được nổ súng chỉ nổ súng khi nào bị lộ nếu bị lộ sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và không để cho địch bắt bởi vì mỗi mạng sống của chiến sĩ trinh sát đánh đổi 10 mạng sống của lính thám báo và nhiều mạng sống của lính thủy quân lục chiến hay lính dù. Chính vì thế, bọn địch kiên quyết bắt sống các chiến sĩ AK bán gấp, lính trinh sát để khai thác tình hình ở bên ta. Tình huống nếu như bị bao vây và chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và để lại cho mình một quả liều đạn, quyết không cho địch bắt sống bởi vì nếu bị bắt sống Chắc chắn sẽ chết Nhưng trước khi chết Phải chịu bao cực hình tra tấn Vì vậy cách tốt nhất Là dành riêng cho mình một quả lựu đạn Cùng với kẻ địch muốn xông vào bắt sống mình Hai là Nếu xảy ra theo đúng phương án tác chiến Thì bên nào phát hiện ra địch xuất hiện trước Được nổ súng trước Bên còn lại chỉ nổ súng Khi bọn địch ở gốc cây kháng cự Nếu khoảng từ 3 đến 5 phút địch vẫn không nổ súng chống cự thì tiếp tục bồi thêm vào khu vực đó một quả đạn nữa nhằm tiêu diệt triệt để lực lượng ở đây sau đó cả hai vừa cảnh giới địch tấn công vừa quay về hỗ trợ cho đồng chí tọa riêng đồng chí tọa được phép nổ súng khi tên địch ở đây kháng cự bỏ chạy sau cuộc hội ý chớp nhoáng đồng chí xuân ra cánh trái tôi sang cánh phải Đồng chí tọa, ở lại tìm địa vật, củng cố công sự, cho đảm bảo yếu tố bí mật bất ngờ. Kể từ giờ phút này trở đi, chúng tôi độc lập chiến đấu theo phương án tác chiến đã được thống nhất. Khi chia tay, chúng tôi nắm tay nhau rất chặt và không nói gì, không biết đồng chí Xuân, đồng chí tọa nghĩ gì. Riêng tôi, tôi cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Người tôi nóng lên, mồ hôi ướt đẫm cả áo mặc dù thời tiết về đêm cũng khá lạnh tôi dùng mình và tự chấn tĩnh lại mình không cho phép mình mất tập trung thời gian lúc này còn sớm tôi nhoài từng bước chân chắc chắn lợi dụng lúc pháo sáng của địch bắn lên tôi quan sát xung quanh về phía đồng chí xuân thèm vệt băng trắng đã tiến tới đâu để tôi điều chỉnh tốc độ cho phù hợp tôi cúi gầm mặt xuống sát mặt đất và ngước nhìn lên trời để phát hiện xem có dây mìn trăng ngang không sau đó tôi dùng cần giò mìn thực chất là cây tre vót nhọn thật mềm dùng để xuyên qua thảm cỏ sau nâng lên nếu tây vướng thì dùng tay kiểm tra nếu là dây cỏ thì thôi nếu là dây đồng hay dây nhựa thì dùng kéo cắt đi để kiểm tra lại lần nữa khi đó tôi mới bỏ tiếp tôi cứ tiến dần từng bước từng bước như vậy trong đêm tôi bỏ tới đâu tiếng côn trùng im bặt tới đó đêm khuya không gian im lặng đến ghê người thi thoảng lại nghe những tiếng nổ lục bục ở trên trời địch tiếp tục bắn pháo sáng mặt đất lại sáng rực lên soi rõ từng lùm cây bụi cỏ thậm chí có thể nhìn được những con chuột chạy ở bãi trống những lúc thế này tôi tranh thủ nghỉ ngơi và quan sát tôi gục mặt xuống đất Hít thở mùi thơm mốc của đất, mùi hăng hăng của cỏ. Tôi hít thật sâu, không khí lạnh làm tôi tỉnh táo. Tôi lấy lại bình tĩnh và tiếp tục bò. Tôi bò men theo bờ thừa ruộng bỏ hoang. Lúc này tôi đã đến góc ngoặt của thừa ruộng. Dưới ánh đèn pháo sáng, tôi đã có thể quan sát thấy cân... Thấy cây thần gỗ cao, tôi căng mắt nhìn về phía trước cây thần gỗ ở phần thấp Thấy có bụi cây thấp lùm đen xì Không rõ là cây gì Tôi tính toán ở trong đầu Chỗ này có thể mai phục được đây Vì thứ nhất Lợi dụng lùm cây để làm vật che khuất Để tìm cách quan sát Thứ hai Khoảng cách từ bụi cây này Đến gốc cây thần gỗ cũng không xa Khoảng chừng 30 mét Vẫn phát huy hiệu quả của hỏa lực Vấn đề còn lại ở chỗ Khi tập kích xong khi rút lui phải vượt qua bãi trống này. Việc này chắc là phải thế, vì xung quanh không còn chỗ nào tốt hơn. Và tôi quyết định bò qua bãi trống, tiến đến phía lùm cây ở trước mặt. Đến giữa bãi trống, địch lại bắn pháo sáng. Tôi dừng lại để quan sát, nhìn ngang xem đồng chí Xuân đã di chuyển tới đâu. Tôi nhìn thấy vệt trắng ở đấy, cách tôi khoảng 5-60 mét. Có lẽ lúc này là tôi dễ quan sát đồng chí xuân đã chuyển băng trắng sang tay phải nên tôi nhìn khá rõ như vậy cả hai chúng tôi đang vượt qua bãi trống lúc này tôi thấy vững tâm hơn và tiếp tục bò khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau tôi đã tiếp cận được bụi cây thấp lùn tôi quan sát và sờ vào bụi cây dự đoán có thể là những cây mua tôi trườn người qua bụi mua thì phát hiện ra ngay đấy có một ụ đất có thể là một ngôi mộ hay một tổ mối. Gặp được ụ đất này, thật là may mắn. Đúng là trời đã giúp tôi. Tôi vừa có ụ đất là vật che đỡ, lại có những bụi mua là vật che khuất. Tôi quyết định chọn vị trí này để mai phục đêm này. Lúc này, tôi nằm yên cố gắng lắng nghe những tiếng động. Đêm đã về khuya, cảnh vật im lặng. Chỉ có tiếng côn trùng giả dích dưới ánh đèn của pháo sáng. Tôi nhìn về phía đồng chí Xuân, không thấy động tĩnh gì. Tôi đoán có lẽ đồng chí Xuân cũng đã tìm được vị trí để mai phục. Tôi nhìn về phía địch, thấy những bụi cây lúp xúp đen xì giống như những tên địch cúi lom khom đang tiến về tôi. Bất giác tôi đặt tay vào cò súng. Sau ít phút không có chuyện gì xảy ra, tôi chấn tĩnh lại và thả lòng người, bắt đầu suy nghĩ miên man. Tôi nghĩ nhiều nhưng lung tung, chẳng cái gì ra cái gì và cuối cùng lại trở lại với thực tại là tôi đang phục để tập kích địch. Thời gian cứ chậm chạp qua đi, đêm dài. Tôi đổi tư thế nằm mai phục cho đỡ mỏi. Tôi nhìn lên bầu trời tìm sao để định hướng và nhìn về phía chân trời đằng đông đã thấy màu sáng nhạt. Tôi đoán lúc này khoảng 3 đến 4 giờ sáng. Tôi lại nằm xuống, quan sát và nghỉ ngơi. Bỗng nghe được tiếng cạch, cạch. Khi bật thức ngắm súng, đây là tín hiệu của chúng tôi dùng để liên lạc với nhau. Tôi khẽ ngóng một lát rồi bật lại trả lời. Thế là chúng tôi đã liên lạc được với nhau. Trời sáng rõ, những làn sương mỏng trắng đục bay là là trên các bụi cây. Cảnh vật thật im lặng. Tôi quan sát lại chỗ mình mai phục xem đã yên tâm chưa xót so xét lại súng và liều đạn xem có bất chắc gì không tất cả đều đầy đủ sẵn sàng chiến đấu tôi tập trung cao độ nhìn vào khu vực gốc cây thần gỗ tôi thấy bụi cây ở phía có động đậy sau đó có ba tên địch mặc sẵn si sách ar mười lăm lom khom chui vào gốc cây không hiểu lúc này hướng đồng chí xuân có quan sát được không tôi tiếp tục chờ đợi xem có đúng như mọi khi hay không. Đúng như dự đoán, một tên địch sách AR-15 rời khỏi gốc cây, lom khom đi theo lối mòn, tiến về hướng bụi tre gai, nơi đồng chí tọa đang phục kích. Chỉ cần tên địch này vào vị trí, thì tất cả mọi chuyện đều xảy ra theo phương án đã được tính trước. Quả đúng như vậy. Tên địch này đã vào vị trí vẫn để còn lại bây giờ là nổ súng ai bắn trước tôi hay đồng chí xuân tôi tiếp tục chờ đợi thêm mấy giây nữa vẫn không thấy đồng chí xuân nổ súng tôi ngắm đúng chỗ mấy tên địch đứng ở gốc cây thần gỗ và xiết cỏ một tiếng nổ chát chúa xé toang không gian tĩnh mịch ở buổi sáng dưới gốc cây thần gỗ một cột khói xanh của thuốc súng và khói vàng của đất bốc lên Tại tôi ù đặc có lẽ khi tôi bắn quên há mồm sau lưng tôi là đám khói nhỏ của súng b 40 khi phóng quả lựu đạn tôi vội vàng di chuyển khỏi vị trí cũ sang vị trí mới khi phóng quả đạn đi tôi vội vàng chuyển khỏi vị trí cũ sang vị trí mới để tránh lộ mục tiêu hai ba phút đã trôi qua vẫn chưa thấy quân địch phản ứng gì có lẽ là quá bất ngờ đối với chúng nên chưa kịp đánh trả. Lúc này, theo đúng hiệp đồng của phương án tác chiến, hướng đồng chí Xuân lại bồi tiếp một quả B40 vào gốc cây cao thần gỗ. Tôi thấy gốc cây bị xé toang, thần cây đổ gục. Bụi khói súng lẫn đất bay mù mịt. Có lẽ bây giờ quân địch ở phía sau mới được lệnh nổ súng. Chúng bắn M79 và A15 xối xả về hướng chúng tôi. Khi đó Tôi đang băng qua bãi trống để di chuyển về hướng đồng chí tọa. Tôi đã vượt qua dạng tre gai. Trời đã sáng rõ, tôi nhìn sang bên phải về phía sau, thấy đồng chí Xuân cũng đang tiến về chỗ tôi và đồng chí tọa. Sắp xếp được cận búi che gai. Địch bắt đầu đuổi theo chúng tôi. Đạn AR-15 bay vèo vèo ở trên đầu. Đạn cối M79 nổ chát chúa. Bỗng một loạt AK nổ đanh gọn. Vang lên át tất cả mọi tiếng nổ khác. Tôi vội nhìn về hướng đó và chỉ kịp nhìn thấy bóng của tên địch mặc áo giản di đang cố tình chạy về đổ vật xuống. Tiếp theo đó, một loại AK nữa vang lên cầy tung đất chỗ xác tên địch nằm. Cái xác vẫn bất động không nhúc nhích. Lúc này, cả ba chúng tôi đã rút về sau dạng che gai. Bọn địch vẫn bắn đuổi theo nhưng không dám sông lên dạng che gai là tấm lá chắn cho chúng tôi. Bọn địch cứ bắn thoải mái. Chúng tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chúng tôi tập trung quan sát vào cái xác bàn nãy. Thấy nó vẫn nằm nguyên, không nhúc nhích. Chắc là tên địch đã chết. Đồng chí Xuân ra hiệu cho chúng tôi rút về chốt bộ binh. Tiếng súng của địch cũng thưa dần và chấm dứt. Phòng tuyến của hai bên trở lại im lặng. Không gian còn vương lại mùi thuốc súng khét lẹt mặt trời đã lên cao khỏi lùm cây. Chúng tôi trở về chốt bộ binh an toàn. Đồng chí Tọa kể lại cho chúng tôi và một số đồng chí bộ binh nghe tình huống phải nổ súng tiêu diệt tên địch. Đồng chí Tọa nói Tôi nằm cách địch khoảng 15 mét hơi chéo về bên trái. Tôi nhìn thấy nó nhưng nó không nhìn thấy tôi ngụy trang bằng lá cỏ kín hết người. Khi nó lên nó vội ngồi thụp xuống Quan sát về phía chốt Không để ý xung quanh Phát súng thứ nhất Tên địch giật mình Quay lại quan sát Chưa hiểu ra chuyện gì Sau đó ít phút Là phát súng thứ hai Theo phản xạ Tên địch vùng bỏ chạy về phía chúng Lúc đó tôi không kịp hô đứng lại Thì tay tôi đã xiết cò Khẩu AK ở trong tay tôi rung lên Và tên địch ngã xuống Sau đó tôi lại bồi thêm một loạt nữa chắc là tên địch đã chết bây giờ chúng tôi nghĩ tại sao tên địch không nằm im mà lại bỏ chạy về phía chúng tôi phòng ngự cũng không may về hướng chúng nổ tôi đoán tên địch này hoàn toàn bị bất ngờ do thói quen phản xạ là chạy xa xa tiếng súng nổ về hướng nơi có đồng đội giúp ngừng một lát đồng chí tọa nói tiếp chính vì lý do đó mà chúng tôi không bắt sống được nó như vậy đồng nghĩa với việc Chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ Chúng tôi nghe xong Chưa ai nói gì Mấy đồng chí lính bộ binh cả bốn nói ngay Công trinh sát ơi Bọn tám báo nó nhiều lắm Nó cũng giống như các ông Nó tả chết không bao giờ để bắt Chúng tôi không nghĩ gì Với câu nói đó Sòng thâm tâm cả ba chúng tôi đều buồn Chiều nay Cả ba chúng tôi báo cáo Với ban chỉ huy đại đội Kết quả của trận tập kích